Chào các em học sinh khối 9. Hôm nay thầy có bài giảng thể dục lớp 9 chương nhảy cao. Chương nhảy cao này chúng ta sẽ thực hiện trong 5 tuần. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào lịch sử môn nhảy cao. Trong Đường Kinh, nhảy cao là một môn có lịch sử phát triển lâu đời. Nhảy cao hay còn có tên gọi tiếng Anh là high jumping. Cũng giống như môn thể thao nhảy sào, nhảy xa. Nhảy cao được phát hiện vào những năm 1800 đến năm 1866. Bộ môn này mới được tổ chức thi đấu lần đầu tiên tại Anh. 10 năm sau đó, nhảy cao thực sự phát triển rộng rãi và trở thành một môn thể thao không thể thiếu trên thế giới. Ở Việt Nam, nhảy cao cũng được đưa vào trong giảng dạy tại các trường trung học phổ thông và đại học. Đáng chú ý nhất là nội dung nhảy cao đã được đưa vào thi đấu tại cuộc thi Olympic vào năm 1896 tại Hy Lạp. Cho đến thời điểm hiện tại, nhảy cao thực sự trở thành bộ môn rèn luyện sức khỏe cho mọi người, đồng thời mang lại nhiều thành tích ấn tượng cho môn thể thao điền kinh thế giới. Chúng ta sẽ tìm hiểu về luật ở môn nhảy cao. Luật nhảy cao được áp dụng cho tất cả những cuộc thi tại Việt Nam và thế giới, cũng giống như luật thi đấu môn nhảy xa. Khi mới bắt đầu, các vận động viên có thể được đo đà nhảy khởi động để làm quen với đường chạy. Khi bước vào thi đấu, ban trọng tài sẽ thống nhất để thông báo cho vận động viên về mức xà khởi điểm và mức nâng xà sau mỗi lượt nhảy. Mức nâng xà chỉ dừng lại khi chỉ có còn một vận động viên là người thắng cuộc. Khi chưa tìm ra được người cuối cùng thắng cuộc thì mức nâng xà thấp nhất cho mỗi lần nâng sẽ là 2 cm. Mỗi lần nâng xà thì mức nâng là như nhau. Khi chỉ còn một vận động viên cuối cùng thì mức nâng sẽ là mức cao kỷ lục thế giới ở thời điểm đó, và mức nâng sẽ phụ thuộc vào quyết định của vận động viên đó. Khi giảm nhảy thì các vận động viên chỉ được phép giảm nhảy bằng một chân. Thời điểm một vận động viên đang thực hiện phần thi của mình thì các đội viên khác không được ở khu vực thi đấu. Từ thời điểm trọng tài gọi tên vận động viên vào thi đấu cho tới khi kết thúc phần thi của mình, thời gian tối đa chỉ là 1 phút. Mức xà bắt đầu nhảy cho vận động viên sẽ do người đó quyết định hoặc do tổ trọng tài đề xuất. Trong luật thi đấu có quy định vận động viên nhảy sai 3 lần liên tiếp ở bất kỳ mức xà nào sẽ coi là phạm quy và bị loại khỏi cuộc thi. Mức xà mới sẽ cần được các trọng tài đo trước khi một vận động viên thực hiện phần thi của mình. Các trọng tài sẽ phải đo lại mức xà nhảy ở mỗi lần nhảy. Khi xà ở độ cao kỷ lục thời điểm đó, tức là sau khi vận động viên nhảy xong thì trọng tài sẽ đo lại xà, tránh trường hợp vận động viên khi nhảy đã tác động tới xà. Trong trường hợp vận động viên có thành tích bằng nhau thì vận động viên đạt thành tích cao hơn sẽ là người vượt qua mức xà cao nhất với số lần nhảy ít nhất. Trong trường hợp hai vận động viên vẫn còn thành tích với nhau thì ai là người nhảy ít lần hơn sẽ là người xếp cao hơn. Nếu hai phương án trên vẫn không phân định được thì các vận động viên sẽ nhảy thêm một lần nữa với mức xà cao hơn. Ai nhảy qua sẽ được xếp cao hơn. Cả hai đều không qua sẽ hạ chiều cao xuống và làm tương tự cho tới khi tìm được người chiến thắng. Lưu ý là mỗi lần nâng và hạ xà là 2 cm. Đó là một số luật ở nội dung nhảy cao. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về kỷ lục nhảy cao của Việt Nam và thế giới tới thời điểm hiện tại. Ở Việt Nam, vận động viên Nguyễn Duy Bằng đang giữ thành tích kỷ lục là 2m25.
tại giải các ngôi sao châu Á vào năm 2004. Về nữ, vận động viên Bùi Thị Nhung xác lập thành tích 1m94, đang giữ kỷ lục tại giải Điền Kinh Thái Lan mở rộng vào năm 2005. Đây là hai vận động viên nam và nữ của Việt Nam đang giữ kỷ lục nhảy cao. Các em quan sát hình ảnh vận động viên nam và vận động viên nữ ở thế giới. Vận động viên người Cuba đang giữ kỷ lục thế giới với thành tích 2m45, và ở nữ, vận động viên người Thụy Điển cũng đang giữ thành tích 2m08. Các em quan sát hình ảnh. Một số kiểu kỹ thuật nhảy cao gồm có kỹ thuật nhảy cao kiểu lưng qua xà. Hiện nay kỹ thuật này là đang được áp dụng thi đấu thế giới. Kỹ thuật nhảy cao kiểu lưng úp bụng và kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Cái thi nhảy cao kiểu bước qua gồm 4 giai đoạn: giai đoạn chạy đà, giai đoạn dậm nhảy, giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất. Đó là 4 giai đoạn của kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Trước khi đi sâu vào phân tích 4 kỹ thuật trên, chúng ta cần xác định một số nội dung. Đầu tiên, chúng ta phải xác định được chân dậm. Thứ hai, chúng ta phải xác định điểm dậm. Thứ ba, chúng ta phải xác định được hướng dậm. Thường muốn xác định được chân dậm nhảy thì các em biết rồi, chân dậm nhảy thường là chân thuận. Chân thuận là chân mạnh của mình. Xác định điểm dậm nhảy. Muốn xác định được điểm dậm nhảy thì các em làm như sau. Chúng ta sẽ tiến về phía vị trí cột dậm nhảy, đo ra một cánh tay, sau đó đánh dấu để xác định vị trí dậm nhảy. Để xác định hướng dậm nhảy, nếu các em dậm nhảy chân trái thì chúng ta sẽ đứng phía bên phải, và ngược lại, các em dậm chân phải thì chúng ta sẽ đứng phía bên trái. Để đo đà ở nội dung lớp 8, nội dung nhảy xa và nội dung nhảy cao, thì các thầy cô cũng đã hướng dẫn các em cách đo đà. Thường thì một bước đo đà bằng hai bước đi bình thường. Ở nội dung nhảy cao thì góc độ chạy đà là 30 đến 40 độ. Các em chú ý nha. Các em quan sát hình ảnh. Đây là 4 bước chạy đà: dậm nhảy, trên không và tiếp đất của kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích từng giai đoạn. Giai đoạn 1, kỹ thuật chạy đà. Khi chạy đà cần thực hiện các động tác đo đà, xác định các bước chạy đà. Ở 3 bước chạy đà cuối cùng cần tăng tốc độ cho từng bước bằng cách đạp về phía sau kết hợp với nâng thân, sau đó tiếp tục duy trì tốc độ cho tới khi thực hiện động tác dậm nhảy. Một số bước chạy đà ban đầu độ dài bằng nửa bàn chân trước, riêng ở 3 bước chạy đà cuối cùng thì chân bằng gót bàn chân. Các em quan sát hình ảnh. Giai đoạn 2, kỹ thuật dậm nhảy. Bàn chân dậm nhảy ở bước chạy đà cuối cùng chạm đất bằng gót bằng chân, rồi sau đó nhanh chóng chuyển sang cả hai bàn chân.
Khi thực hiện động tác dậm nhảy thì hơi chùng gối xuống để tạo thế co cơ khi dậm nhảy. Dùng sức lực của chân đạp thật mạnh xuống đất để lấy đà, bật người lên cao. Đồng thời đá chân lân thật mạnh từ phía sau lên phía trước. Hai tay đánh từ sau ra trước lên cao. Hướng khuỷu tay hai sang bên. Và dừng đột ngột ở độ cao ngang vai, giúp tạo lực nâng lên cơ thể. Các em quan sát hình ảnh. Giai đoạn 3 kỹ thuật trên không. Khi chân lăn đang ở trên sà, cần thực hiện nhanh chóng hạ chân lăn xuống phía bên kia sà. Thân trên ngã về phía trước, tạo điều kiện cho chân dậm nhảy nâng lên qua sà. Các em quan sát hình ảnh. Ở giai đoạn 4 kỹ thuật tiếp đất. Sau khi cơ thể được nâng qua sà thì chân lăn sẽ tiếp đất bằng 1 phần 2 bàn chân hay cả bàn chân. Tiếp đến là dậm nhảy. Lúc này chùng hai gối chân xuống để giảm chấn động. Còn phần tay sẽ giúp giữ thăng bằng. Một số động tác hỗ trợ kỹ thuật chạy đà chính diện giữa chân lăn qua sà thấp. Các em quan sát hình ảnh. Kỹ thuật tiếp theo, đây là động tác chạy đà chính diện co chân lăn qua sà thấp. Trên đây là bài giảng chương nhảy cao. Một số câu hỏi củng cố. Câu 1. Em hãy cho biết vận động viên nam nữ nhảy cao đang giữ kỷ lục thế giới và Việt Nam đến thời điểm này là những ai? Thành tích đạt được khi nhảy cao của các vận động viên ấy là bao nhiêu? Câu 2. Em hãy cho biết kỹ thuật nhảy cao kỳ bước qua gồm mấy giai đoạn? Hãy kể tên từng giai đoạn. Theo em, giai đoạn nào là quan trọng nhất? Vì sao? Bài giảng đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em học sinh đã chú ý lắng nghe. Chúc các em nhiều sức khỏe.